chuyên mục nhận định thị trường. Trong bản tin tuần này, chuyên gia từ hãng tư vấn bất động sản Cushman & Wakefield Việt Nam sẽ đưa ra một số phân tích về tình hình thị trường bất động sản trong khu vực châu Á, đồng thời sẽ đưa ra nhận định về xu hướng đầu tư bất động sản tại Việt Nam trong những năm tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo báo cáo của Private Money của Cushman & Wakefield vừa ra mắt tuần trước, vốn đầu tư vào bất động sản toàn cầu đang ở mức kỷ lục là 443 tỷ đô la, mức cao nhất từ 2009 khi thông tin về lượng vốn đầu tư được ghi nhận. Tại khu vực châu Mỹ, dẫn đầu vẫn là Hoa Kỳ thu hút được nhiều vốn đầu tư nhất. Các nước còn lại trong top 5 bao gồm Trung Quốc, Anh, Nhật Bản và Đức. Dòng vốn này hiện không bị hạn chế vì các nhà đầu tư đang tìm kiếm mọi cơ hội tại thị trường trên thế giới. Mặc dù vốn đầu tư đạt kỷ lục nhưng tốc độ tăng trưởng của vốn huy động đang bị chậm lại, chỉ tăng được 3% trong 2015 so với mức 21% trong 2014. Tại khu vực châu Mỹ, 1/4 tổng vốn đầu tư vào thị trường bất động sản lại đến từ các nhà đầu tư châu Âu. Bản báo cáo cũng chỉ ra rằng tại châu Mỹ, các quỹ đầu tư vào một quốc gia đơn lẻ chiếm 48%, trong khi đó tại châu Á Thái Bình Dương là 30% và tại thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi là 22%. Vốn đầu tư xuyên quốc gia tiếp tục chuyển đổi thị trường bất động sản trên toàn cầu. Đáng chú ý nhất là hơn 40% số vốn đến từ khu vực Bắc Mỹ đang nhắm vào thị trường châu Á Thái Bình Dương, châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Sự tăng trưởng của vốn hiện có được ghi nhận trên cả ba khu vực. Châu Á đang dẫn đầu ở với mức 131 tỷ đô la, tăng 8% nhờ vào việc một số quỹ đã hoàn thành mục tiêu đầu tư trong năm 2015. Sự tăng trưởng cao nhưng thu hút vốn đầu tư thấp nhất. Việt Nam vẫn đang rất hấp dẫn các tổ chức đầu tư trong nước và nước ngoài khi số lượng các thương vụ mua bán sáp nhập trong 2015 tăng khoảng 20% so với 2014, chiếm 10% tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, ở mức độ các nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân vẫn chưa thấy sự tăng trưởng rõ rệt, nhưng các tổ chức đến từ châu Á hiện đang được hoạt động rất tích cực tại Việt Nam. Thị trường Việt Nam trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết giữa các công ty trong nước và các tập đoàn nước ngoài trong việc sở hữu các dự án lớn. Nguyên nhân là các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận quỹ đất lớn khá là khó khăn hơn so với các công ty Việt Nam. Do đó, xu hướng các công ty nước ngoài liên doanh với các công ty trong nước để tiếp cận các quỹ đất lớn sẽ rất là sôi động trong thời gian tới.